Đấy. Đi từ 3 rưỡi là đi chợ là con là to là ngon là lấy đấy chú ạ. Vâng. Bê ra ngoài kia. Vâng ạ. Bê ra ngoài kia anh ơi. Ngoài nó chịu hết. Quả tim mới tín nha. Vâng. Đấy. Đây. Muối ở dưới này, đổ đi con. Xin chào buổi sáng tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với video chợ phiên tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hôm nay anh em mình ngày đầu tiên quay ở các anh các chị đi ra khu vực chỗ chợ mới. Vâng, chợ ở đây chợ họ còn chưa lắp bóng điện cho chỗ ngồi, chỗ ngồi mới. Tuần sau chú ạ, tuần sau nhé. Tuần sau có bóng điện sáng rồi. Dạ dày lòng phèo. Nhưng mà em thấy là ra đây nghe chừng có phải hơi chật hơn đúng không? Vâng, chật hơn. Vâng, chật hơn đấy chú ạ. Đây, gà ngon, lợn ngon. Cái này là cái gì đây chị? Gan phèo vách ngăn đây. Vâng, nó phèo đây. Đây là... Chế hả chị? Vâng, chế. Chế. Ở đây họ không thiết kế, họ không làm thiết kế cái bếp cho nó ấy nhỉ? Cái gì? Ống khói, ống khuyết này nó đen hết à. Nó đen thì nó mới thành bản sắc của làng vùng cao. À, nó phải có tí khói đen. Tí đen đúng không? Đấy. Ăn được nó phải có mùi khói nữa cơ. Vâng. Em thấy cái chợ này thay đổi 8 lần rồi mà nó vẫn không thay đổi đâu cứ mà. Mấy năm, 4-5 năm lại thay đổi một lần. Anh ơi, bê cái này ra đi, xong rồi lại thêm một cái mâm nữa. Lên đây bê của chú con. Hai người khênh. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng chân bước vào nương. Khoai nó chịu hết. Thơm nhờ, mẹ cái mùi thơm nó bốc lên thơm thế. Đây. Nó phải to đấy, ăn nó cũng đậm. Vâng. Chú phải ăn cả cái đấy thì khả năng đảm bảo sức khỏe. Chú bảo lấy bằng lái xe sang thăm em Hải mà nghe chừng có vẻ là có bằng lái xe phát là bơ luôn sao nhỉ? Chị không cho đi à? Có, chị cho đi thoải mái mà. Yeah. Wow. Đầy quá rồi đấy. Đấy. Đi từ 3 rưỡi là đi chợ là con là to là ngon là lấy đấy chú ạ. Vâng. Bê ra ngoài kia. Vâng ạ. Bê ra ngoài kia anh em. Được rồi. Anh em bê ra ngoài kia. Dạ. Muốn mình à? Úi. Được không? Nói chung là vẫn đảm bảo sức khỏe mà. Cần nếu là thiếu rượu đấy. Phải đấy. Mọi người phải dậy từ rất sớm, hoặc là từ 3 rưỡi để chuẩn bị bán vào ngày chủ nhật. Ở đây thì chợ phiên họp chỉ một tuần có một lần thôi. Đâm ra là chào tất cả anh em nhé. Kéo cái khẩu trang lên. Lúc nào hết không kéo xe quần lại không kéo khẩu trang nguy hiểm thật đấy. Ăn đeo khẩu trang là sao ăn được ít. Đây đây. Ủa. Sao cái đấy lại phải bỏ xuống à? Chân lại à? Không ạ, đây là lúc cho nãy ra. Lúc nãy nồi kia đầy quá. À. Thế bây giờ cho ra đây. Tim đây. À. Ăn nó mới thơm. Wow. Quả tim mới tín nha. Vâng. Đấy. Đây. Muối ở dưới này, đổ đi con. Chế này ngon nhỉ. Đây ở phía dưới. Thế à? Ngon. Cả phổi luôn à cô? À. Phổi mới lại tim. Chuyển lên trên này có đông khách không hả cháu? Không biết, lần này cháu đi làm lần đầu ạ. Lần này đi làm lần đầu à? À, cháu đi làm ở đây chứ không phải là nhà cháu ở đây à? À, mình chỉ làm cuối tuần thôi đúng không? À.
Chào bà chủ nhá. Này. Em chào anh Hải nhá. Ừ, chào em. Em là chọn là chỗ đầu chợ là hơi bị đẹp đấy. Anh em đi ăn sáng cố gắng ăn sớm một chút thì da này đổ với vuốt da này nó nóng hổi. Nhiều anh em cũng hay thắc mắc bảo là sao mình ra mà đồ ăn nó không ngon, không nóng hổi, bởi vì là công ra muộn đúng không? Này chú không nấu thằng cố à? À nhà dưới à? Ở nhà dưới còn còn nấu không? À thế à? Vâng. À dạ. Mới chuyển đến đây đúng không chú? Chú không người làm đấy. Vâng. Ở đây nó bây giờ mọi người gọi là cái thiên đường trễ rồi. Mà cứ gom cái trễ này cả tuần trời đấy các bạn ạ. Chỉ bán là một ngày này cho anh em du khách thôi. Đây là lòng xe điếu đúng không? Lòng nhìn nó dày nhỉ. Lòng còn nhiều vị lắm này. Gà đen con gà này là 4 cân 2 nhá. Thế à? Gà này 4 cân 2 này em to. Kiểu khách về ăn cho chị đây. Vâng. Nhà nào bây giờ cũng là kinh đung. Vương quốc của các loại chàng trễ. Toàn lợn đen. Vâng. Cái này là cũng vừa mới vớt ra thôi đúng không? Nhưng mà ở trên này các bạn ạ là thời tiết nó khá là lạnh. Anh em kiểu vừa vớt ra thôi là nó cũng đã hơi se se rồi. Đó. Lòng. À, chú em đắt hàng nhá. Ok em. À, ở đây còn có phải thịt nướng à? Món mới à? Món nào? Thịt nướng. Còn đây là món gì đây? Phá lấu à? Hả? À, phá lấu thế anh. À. Em hôm em thấy anh ở trên đấy, xong anh quay ăn ở đâu đấy, em thấy em về bắt chước em làm luôn. À thế à, nhìn à. Thấy là bắt chước về làm luôn. Ờ, à, đấy, nhờ những cái video mình đi quay ở các nơi đâm ra là hôm nay chị này chị cũng nấu một nồi phá lấu nhưng mà nó không được to như ở dưới kia. À, sau này cố gắng là sẽ nấu nó to hơn nhé. Vâng, à, mình bán tất cả các hàng trong tuần à. Thì mình cho vào lên đấy thì nó dễ. Đây là cà đó. Cà gì đây? Cà ngựa đấy. À. Con ngựa này là bé. Con ngựa này súng hơi bé. Yeah. Mình là mình thay đổi cái khẩu vị đi để thích hợp với lại người dân ở trên này đúng không? Vâng. Đây là món lẩu rồi. Đang rồi trực tiếp là khu vực đây là luộc. Nó chắc chín chưa? Chưa sôi đúng không? Cái nồi như là rán mỡ luôn à? Rán chả. À. Chả nóng. Vâng. Cái này mà họ thiết kế cái bếp lò anh nhỉ? Nhìn nó đẹp đẹp đẹp, nó ống khói hết lên thì nó đỡ nhỉ? Ở đây. Đây để thông thua cái này thì nếu mà tất cả các bếp đều lên lửa thì rất là khói. Đấy, dùng qua là sợ là càng khói đây. Đây là thằng cố ngựa anh. Ngựa. Thằng cố ngựa. À, thằng cố bông ngựa Hà thì nó là thương hiệu rồi. Rất là ngon. Khách nhiều lòng một thế. Một lần sẽ không bao giờ quên. À, ăn một lần không bao giờ quên à? Ăn một lần sẽ không bao giờ quên hương vị. Đây giới thiệu với mọi người để mà tạo ra được cái món thắng cố thơm ngon là không thể thiếu được cái lá thần thánh này. Đây gọi là lá thắng cố bạn nhé. Qua đây cười cái nào. Ra chỗ khu mới này thích hơn hay là ở khu dưới kia thích hơn? Ở kia thích hơn. À dưới khu thích hơn à? Kia nó rộng, dẫu sao nó cũng rộng rãi nhỉ, nên nó quen thuộc hơn. Khách nó quen ở đấy rồi. Ừ. Không thích thái nhỏ, cứ thích để to đây. Nhìn nữa. Mình chưa cho tiết rồi đúng không? Vâng. Ừ. Cho hết à? Nhiều thế này anh. À, thế này, đây tay này. Anh lại còn xăm chỗ cơ đấy, kinh nhờ. Xong cái này mới bắt đầu mới đổ tiết vào đúng không? Ừ. Nhìn cái thịt này chín vừa thì đầu tiết là nó chín. Ừ. Thơm quá nhỉ. Qua một lớp khẩu trang của anh vẫn ngửi thấy mùi thơm của thắng cố. Mùi của thảo quả, hoa hồi, quế. Các loại gia vị đặc trưng của Tây Bắc. Chồng con thì chưa? Chưa. Thế anh bảo yêu anh thì không yêu. Có yêu anh không? Có. Về mai về Sapa nấu thắng cố nhá.
Ok. Vâng. Cái lòng, những cái lòng này ngon lắm, lòng ngon, giòn. Cái này là lá chanh này cơ. Đây em mẹ em à? Vâng. Ừ. Cô ơi, cô đồng ý cả em này cho cháu không? Úi giời, nhà này cũng rồi thắng cố. Cũng thắng cố ngựa luôn hả chị? À đấy ạ. Và đây là chân giò này. Chân giò lạc bản. Chân giò này bán bao tiền lại? Chân giò lọc thịt thì 30. Mời anh em đi. Thắng cố ngựa. Nhà này thấy thịt rất là uy tín luôn. Miếng nào ra miếng đấy. À, gân này, hiểu không? Gân cũng ngon anh. Hôm nay không còn cái súng à? Súng đoạn này mổ ít nên là toàn bán ở dưới nhà hàng. À. Ở đây mọi người một tuần bán một lần, đâm ra là cũng không được ấy lắm. Kia là thịt luộc tim. Xong rồi tí nữa lại thái ra. Thái ra cho vào. Thôi lại cho vào, nó hổ lốn hết. Úp vào lòng, lòng già đúng không? Ừ. Cái anh em nhìn cái váng váng như là toàn gia vị ạ. Cái đấy là cái gia vị nhưng mà tí nữa người ta cũng hơi bỏ mùi cho nó đẹp. Vâng. Đây là cái món mà mình rất là yêu thích khi ra đến chợ phiên các bạn ạ. Mình phải nói thật với các bạn là món này là món mà mình rất là khoái. Con đây nhà cho chú ít kê gà đen nhé. Ở đây là họ bán theo lạng hết. Đấy. Làm bát này sinh hoạt cho nó nhẹ nhàng. Bỏ công rồi mình đi xa. Đây là quả tim. Lòng này. Chê. Thôi mày mày nhặt đài cho nó nhanh, thấy mày nhặt này lâu quá. Ở đây là bán nó bao nhiêu một lạng hả con? 70.000 một lạng à? Để cho chú đấy rồi ok cho chú 5 lạng đi ăn cho nó bõ mồm. Đã được 5 lạng chưa? Mày nhìn thấy chú đẹp trai không mày, mày choáng à? Rồi mày lại cho quá rồi. Lại chưa được 5 lạng rồi. Chiều nó tí mà nó cuốn cái lên. Rồi ok. Ủa. Này anh em này. Ăn ít thôi nhưng mà nó chất lượng anh em ạ. Chấm mẹ là bỏ luôn cái bát này để chơi luôn cái bát này cho nó. Ủa. Đúng là cái món này nấu không cần phải nhiều gia vị. Chỉ có vài lát gừng đập vào thôi cho nó thơm thôi. Ngon. Cái nước dùng ở đây cũng ngon đấy. Nước dùng đây là nước làm phở ấy. Chỉ có ra chợ phiên ấy, ăn cái quả kê gà mới ngon. Còn ở chỗ khác họ hay kiểu để tủ lạnh là thứ nhất này, thứ hai là họ hay để bơm nước các thứ vào ấy. Nên là quả nó không còn ngon ngọt như ở đây. Này, anh em nhìn này, quả nó lôi ra này các bạn. Đúng không?
chấm nó cứ phải ngập cái nước chấm chéo này, nước thần thánh nó ngon. Nóng hòn phát rồng cổ. Này à, ăn uống à, nhẹ nhàng. Rồi, quả sấp đôi uy tín. Sướng. Có cái gân. Ra xong rồi, đưa anh em đi chơi vòng quanh chợ. Xem mà bây giờ nó, khu chợ mới chuyển lên khu trên này mới, nó có cái gì thay đổi các bạn nhé. Nhiều hàng hóa hơn đâu. Đây là khu vực chợ ẩm thực ngày xưa các bạn ạ. Bây giờ dọn dẹp đi khá là sạch luôn. Sạch sẽ, không thấy bóng người. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực phía trong này là khu vực chợ rau. Nhưng mà ngoài cổng đây là mọi người bán này. Hello, chào anh em nhá. Đây đội lan lại chuyển ra ngoài này hết à? Ở trong kia còn không? Có bán không? Vẫn bán thì đúng không? À, đây có mấy quả điếu uy tín nha. Đây mấy quả điếu nó đẹp. Đó. Ở khu vực này bây giờ nhìn thoáng khá là đẹp luôn. Chào anh em nhá. Vâng, đi kiếm những cái thảo dược. Ở đây là cải, rau cải đắng đây nhỉ? Cải cay, cải cay, cải cay. Quay đây. Khu vực à, phía trong này là hồ. Hồ Bắc Hà. Ơ củ này là củ gì đấy cô? Cũng không biết à? Chỉ biết bán là không biết tiếng kinh à? Không biết nói à? Không biết tên à? Đây là cái củ đương quy, còn đây là cái ngọn này anh em mọi người mang về để nấu canh. Cứ lấy củ to, nhiều rễ to là ngon. Cô có chú đi mua được chổi về làm quà. Đi sao đây, đau đầu à? À, anh em ra ngoài này lại chữa bệnh cho nhau luôn. Ở phía bên kia thì bà con có một cái chợ rau rồi các bạn ạ. Nhưng mình không hiểu sao thì bà con vẫn ngồi đây. Nó có hẳn là một khu chợ rau phía bên kia. Nhưng có lẽ là vào trong đó thì hay kiểu bị không có chỗ ngồi ra đấy. Đây là cá suối. Anh em nào mà muốn mua cái chuối hột đây này. Đấy, đây là cây chuối hột nguyên bản về để ngâm rượu. Vâng. Ô, cái cây này là cây nấm được không? À, lúa lúa, cô lúa, cô lúa. Còn nấm là phía bên này. Này, cô không quay thằng này vào màn hình à? Dạ. Đẹp dài như thế này mà không quay. Vâng. Ốc này mới ngon đây này. Mùi thế này ngon thế nào? Ốc này bán như nào đây hả chị?
45.000 này. Chuối. Ốc này, chuối này. Người ta bán ốc bán kèm luôn cả chuối để canh ốc nấu chuối. Giả cổ lam. Chè giả cổ lam này các bạn ạ. Đấy, để phơi được gói giả cổ lam khô thì vất vả phết đấy. Bà ngon đó đây. Cả quả cây này là gì nhỉ? Thế nên mình quên tên nhỉ? Sâm cao. Đây là sâm cao đỏ hay trắng đây? Đỏ đấy đúng không? Sâm cao đỏ tốt uống cũng để ngâm rượu cho anh em ISL. Sâm cao. Bao nhiêu bỏ? Hả? 100. 100. Vâng. Còn đây là cây thắng cố. Cây thắng cố anh ạ. Không phải cây hẹ. Vâng. Xin chào. Bán được nhiều hàng không? Bán được nhiều hàng chưa? Vừa bán được 2 cây. Vừa bán được 2 cây à? Thế hối tiền rồi. Cây này mấy trăm, 15.000 đây? 500. 5 lít à? To đấy nhỉ? 2 lít múc luôn. Cây này là cây gì đấy? Cái này u lồi chị ơi. Cái này u lồi hả? Đấy đang lụ đây, đây có một cây nữa, đang lụ. Cây u lồi mới u lõm. Quả này là quả gì đấy nhỉ? Vâng, cháu đang quay. Quay về cho các bác xem này. Tao xem buồn của mày, tao mới lên đây đấy. À, Hà Nội. À, tận Hà Nội lên ạ. Tao lên hôm kia cơ. À thế ạ. Lên từ hôm kia để đi chơi chợ ạ. Chơi chợ đấy. 6 giờ, 6 giờ vào đây. Do là cái chợ bây giờ mọi người kiểu di tản này. Mỗi người một nơi ấy. Đâm ra là nó chưa tập trung được nhiều những cái đồ ở đây. Đây là ba kích này anh em này. Ba kích tím để cho anh em ngâm rượu. Sâm cao. Cứ ngồi đây đi. Anh em mà muốn sở hữu một em chó đẹp thì ra đây. Con này bao tiền đây? 2 triệu ạ. 2 triệu à? Rẻ nha. Con này bao tiền đây? 1 triệu à? Do bây giờ còn sớm nên là bà con cũng chưa ra hết được không ạ? Bé bé cũng mang cho con đi bán. Cô ơi, con này bao tiền đây? 900. 900 à? Bé bé tí mang đi bán rồi. Khu vực ở phía trong này là chợ ngựa anh em. Úi giời, đã mua được đôi gà đẹp thế. Mang về làm quà ăn luôn. Ở hết ra khu vực phía bên kia là chợ Châu. À, chợ Châu. Mình quay phải nói thật anh em là bây giờ mình cái những con mở trong lồng trong cũi là mình phải quay từ xa các bạn ạ. Mình quay gần là YouTube nó lại xóa cái video của mình. Nên là mình chỉ quay qua cho mọi người thôi. Đấy, ngựa đây, thắng cố đây. Chắc có ngựa tôi đã nó cũng rồi.
Đây là khu chợ ngựa anh em nhé. Trên Tây Bắc bây giờ làm gì còn chỗ nào nữa mà bán nhiều ngựa thế này, có hẳn một khu chợ ngựa luôn. Đấy, mọi người bây giờ mới đem ra này. Hai con là bụng. Có này bao nhiêu? Hả? Hơn 30 triệu. Hơn 30 triệu là 30 triệu một con anh em nhé. Đừng tưởng là một đôi hay một cặp. Vâng, chào chú. Chợ trâu ạ. Mua được rồi đấy à? Mang về à? Xếp ơi. Xếp mày đi sớm đấy. Ờ. Đi sớm thì nó mới nhiều. Nhiều trâu bò để quay chia sẻ với anh em. Uống rượu thật mà. Lấy về uống thật mà. Chê rượu có ống mà. Rượu hôm qua mua nhưng mà rượu mình không quen. Trâu của to chưa? Anh em ở dưới xuôi mà muốn buôn trâu buôn bò thì lên khu vực chợ này, chợ Bắc Hà này nhiều lắm. Có những phiên tới cả nghìn con. Phiên này sơ sơ chắc phải vài trăm con. Con này khủng nha. Con này bao tiền đấy hả anh? 5.60. À. Nó giả đâu, nó giả có 50. À, nó đang giả 50 triệu à? Đòi 60 giả 50. Thế là chung kết là 55 là bán đấy nhỉ? Tôi với 58 triệu mua đi. 53 triệu còn bán. 53 còn bán à? Đi cùng mấy em trâu này đi gần gần thì không sao mà. Đi cùng mấy con ngựa kia đi gần. Lần trước bị đá sao cơ. Xích thì rơi máy. Con là ơi. Con này xúc. Con này gầy quá nhỉ. Gầy lũ cao, con này lũ cao đẹp lắm. Lũ cao. Cao trâu. Ra đây thì anh em nói chuyện cũng buồn cười lắm. À, đếm tiền à? Chốt được rồi à? Mới được 20 con thôi. Mới được 20 con à? Nhớ cho lên TV nhá. Ờ. À, đấy. Mua mang về đâu đấy? Hà Nội à? Bắc Giang à? À, về châu giật Bắc Giang đấy à? Châu giật Bắc Giang. Mấy nữa về Bắc Giang quay món châu giật đấy, là toàn châu ở trên này về đâu mà anh em ạ. Hôm nay được gặp idol à? À thế à? Nói chung là nhờ những cái video của mình mà nhiều anh em lại có thêm được nhiều cái cơ hội để đi mua trâu lợn bò hoặc là đi mua các đồ dùng vật dụng cần thiết. Mình thấy là rất nhiều người theo dõi cái video của mình để xem mà lên trên Tây Bắc này mua được đồ gì về buôn thế kia đấy. Anh em follow Smart TV nhiều khi lợi ích rất là nhiều. Mm-hmm.